cô kính chào tất cả các bạn trong gia đình Phật tử Bảo Hải. Rồi mời chúng ta đồng ngồi xuống nha. Rồi mình chắp tay lên cùng niệm Phật với cô ha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi kính chào tất cả mọi người trong gia đình Phật tử Bảo Hải. Hôm bữa cô Anh dạy bài gì nào? Rồi mời Chánh Tâm Kiên đứng dậy nói cô thần nghe coi, hôm bữa cô Anh dạy bài gì? Sự đáng sinh vào Đức Phật. Rồi cho bạn một tràng vỗ tay nào. Thì hôm nay cô sẽ ôm lại, cô sẽ khảo lại ha. Rồi cô mời Diệu Phước. Cô mời Diệu Phước lên đây nè. Cô thuần hỏi Diệu Phước trả lời nào. Diệu Phước lên đây. Rồi con đứng ở đây đi. Rồi con chắp tay lại ha. Cô hỏi ha, thân phụ của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Mô Phật thưa cô là... Con đứng xích xuống như thế này nè. Con xích như thế này quay mặt lên nhìn cô ha. Thân phụ của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Mô Phật thưa cô là vua gì? Là vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn đúng không các bạn? Rồi cho bạn một tràng vỗ tay nè. Nghe câu hỏi tiếp nha. Thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Mô Phật thưa cô là Hoàng hậu Ma Gia. Hoàng hậu Ma Gia đúng không các bạn? Rồi giỏi quá. Rồi Thái tử khi mà sanh ra bước mấy bước? Mô Phật thưa cô 7 bước. Bảy bước đó có đặc điểm gì nào? Thưa cô là 7 bước đó mỗi bước nở một đá sen. Rồi đúng không các bạn? Rồi giỏi quá. Rồi bây giờ cô hỏi nha. Thái tử Tất Đạt Đa có bao nhiêu tướng tốt, bao nhiêu vẻ đẹp các bạn? Mô Phật thưa cô là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đúng không nào? Rồi giỏi quá. Rồi cô thưởng cho Diệu Phước một chai sữa. Rồi giơ tay cho bạn nào. Rồi bây giờ cô mời Chánh Tâm Quang. Chánh Tâm Quang lên đây cô hỏi. Chánh Tâm Quang, mời Chánh Tâm Quang lên đây. Tâm Quang, Chánh Tâm Quang đúng không con? Rồi con lên đây. Con lên đây cô hỏi con nào. Nhanh lên. Nhanh lên, lên đây đứng đây nè. Giờ chúng ta ôm lại ha. Chúng ta học mà chúng ta cho qua luôn thì nó sẽ quên. Cho nên chúng ta ôm lại khi nào mà tất cả các bạn, bạn nào cô hỏi cái gì cũng biết hết rồi, bắt đầu mình sẽ qua bài mới. Được không nào? Rồi con đứng xích xuống này. Xích xuống một chút. Rồi chắp tay lại nào. Bây giờ Chánh Tâm Quang nghe cô Thuần hỏi nha. Chữ đản sanh nghĩa là gì con biết không? Mô Phật thưa cô. Mô Phật trước cô là đản sanh là sao, nghĩa là gì con biết không? Mô Phật thưa cô là không. Mà không vậy cha của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Mô Phật, cha của Thái tử Tất Đạt Đa tên gì nào? Tâm Quang, Chánh Tâm Quang. Mô Phật thưa cô là vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn đúng không các bạn? Rồi giỏi quá. Rồi mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Hoàng hậu Ma Gia. Trả lời sao cho đúng nào? Mô Phật thưa cô là Hoàng hậu Ma Gia. Đúng không các bạn? Rồi giỏi quá. Thái tử có bao nhiêu tướng tốt, bao nhiêu vẻ đẹp? Mô Phật thưa cô là 30 tính tốt và 80 vẻ đẹp. Đúng hay sai nào?
30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đúng không? Trả lời sao? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, con nhớ nha. Rồi Thái tử Tất Đạt Đa có một người con tên là gì nào? Người con tên là gì, bạn nào nhớ? Chánh Tam Quan nhớ không? Không. Vậy con còn nhớ gì nữa? Thái tử khi sanh ra đi mấy bước? Nở mấy đó sen? Thưa cô là 7 bước. Nở 7 bó sen. Đúng không các bạn? Rồi cho Chánh Tam Quan một tràng vỗ tay. Chánh Tam Quan chưa thuộc bài lắm. Rồi có phần thưởng cho con. Nói sao? Mô Phật con cảm. Rồi mời con về chỗ ha. Rồi còn bạn này pháp danh gì? Diệu Lan. Rồi mời Diệu Lan lên đây cô thần hỏi nào. Các bạn theo dõi nha. Bạn nào mà phát hiện được cái sai lên đây cô thần cũng thưởng nha. Rồi mời Diệu Lan đứng đây. Rồi đứng xích vô cái bàn nè. Đúng rồi, chắp tay lại. Rồi Diệu Lan nghe cô thần hỏi nha. Trả lời cho đúng nha. Phải trả lời dạ đúng không nào? Mô Phật. Khi nói chuyện với quý cô là mình phải nhớ là Mô Phật. Giờ cô thần hỏi nha. Cha của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Mô Phật của cô. Cha của Thái tử Đạt Đa tên là vua gì? Vua Tịnh Phạn. Rồi mẹ? Mẹ của Thái tử tên là Hoàng hậu Mai Gia. Đúng không các bạn? Rồi cho bạn gặp bố tay nào. Rồi con của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Mô Phật của cô không biết. Không biết. Rồi giờ cô hỏi nha. Ngài có bao nhiêu tướng tốt, bao nhiêu vẻ đẹp? Thưa cô, ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đúng không các bạn? Giỏi quá. Rồi nghe cô hỏi nè. Để mà ngăn cản cái ý chí xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa đó, thì vua cha làm gì? Làm gì mà cho Thái tử quên đi, đừng đi tu nữa? Làm gì vậy? Thưa cô, là vua cha không muốn Thái tử tới, thì vua cha là sai cho Thái tử ba cung điện. Rồi có sách thì cô thấy là ba cung điện, có sách là bốn cung điện, mà giờ ba hay bốn đây cô Quảng Thành? Thường á thì cô thấy là có nhiều sách ghi là xây bốn cung điện thích hợp với bốn mùa. Mà sao trong sách này của mình á là ba cung điện, cho nên là cái này sao đây? Cô nghĩ là bốn cung điện ứng với bốn mùa thì đúng hơn á ha. Thôi mình thống nhất vậy nha các bạn. Vậy là bạn trả lời cũng đúng rồi ha. Bốn cung điện nha con. Giờ mình sửa là học là bốn cung điện. Rồi giờ cô thường hỏi nè. Khi mà Hoàng hậu Mai Gia đó mang thai Thái tử Tất Đạt Đa đó, bà nằm mộng thấy gì nào? Thưa cô, khi Hoàng hậu Mai Gia mang thai Thái tử nằm mộng thấy là một con voi sáu ngà cầm một đóa sen. Con voi này nó màu gì con? Thưa cô, màu xám. Màu gì? Con voi màu xám đúng không các bạn? Cho con trả lời lại nè. Nè nhìn cô Thần nè. Con voi màu gì? Không trả lời leo. Bạn nào trả lời leo cô Thần phạt nha. Rồi con voi màu gì? Con voi màu gì? Bà nằm mộng. Bạn nói đúng rồi đó. Con voi ngậm cành sen. Đúng rồi đúng không? Nhưng mà con voi này có 6 ngà đúng luôn rồi. Giờ nó màu gì nào? Nó màu vàng đúng không? Thưa cô là màu trắng. Màu trắng. Rồi cho bạn nào có tay nè. Nhớ nha, tụi con phải nhớ những cái điểm quan trọng nha. Rồi bây giờ cô hỏi thêm một câu nữa nha. Cái vị tiên mà đoán là Thái tử á, nếu mà làm vua á, là làm vị chuyển luân thánh vương, còn nếu mà đi tu là sẽ tu thành Phật, tu thành chánh đạo, vậy cái vị tiên đó ngài tên gì? Thì cô không biết. Con không biết. Rồi không biết đúng không? Giờ để coi còn câu nào nữa không ta. Khi mà Thái tử mà bước 7 bước có 7 đó sen nâng chân, thì ngài đến đó thì một tay chỉ gì và một tay chỉ gì và nói câu gì con nhớ không? Thì cô không. Không nhớ. Rồi. Rồi được rồi, cho Vũ Lan một tràng vỗ tay đây nào. Rồi cô thưởng cho con nha. Bạn thuộc ít thì cô thưởng phần thưởng nhỏ ha. Rồi cô. Rồi mời con về chỗ ha. Bây giờ những cái bạn nào mà ít lên nào. Rồi cô mời con.
Tức là tất cả các bạn ai cũng phải thuộc bài. Những bạn nào mà không xuân phong, không giơ tay thì cô sẽ kêu con đứng này, con đứng này, con đứng dưới này nè. Đó, đúng rồi, con chắp tay lại. Con nghe cô hỏi nha. Mô Phật. Mô Phật dạ. À, bây giờ cô hỏi nè, cha của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Mô Phật thưa cô. Con đứng xích xuống này một chút. Mô Phật thưa cô, cha của Thái tử Tất Đạt Đa là vua. Rồi con trả lời đi. Mô Phật thưa cô. Mô Phật thưa cô, cha của Thái tử Tất Đạt Đa là vua. Cha của Tất Đạt Đa là vua Thịnh Vạn. Vua gì? Vua Thịnh Vạn. Vua Tịnh Phạn đúng không các bạn? Nhờ cho bạn nghe tay nào. Rồi mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Thưa cô, mẹ của Tất Đạt Đa. Mô Phật thưa cô. Mô Phật thưa, Mô Phật thưa cô, mẹ của Tất Đạt Đa tên là Hoàng hậu Ma Gia. Hoàng hậu Ma Gia đúng không các bạn? Rồi giỏi quá. Bây giờ cô hỏi nha, Thái tử có bao nhiêu tướng tốt, bao nhiêu vẻ đẹp? Thưa cô. Mô Phật thưa cô. Mô Phật thưa cô, hoàng tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đúng không các bạn? Rồi giỏi quá. Con đứng xích xuống này mới thấy cái mặt con nè. Đó. Rồi giờ cô thường hỏi nha, hỏi câu cuối cùng ha, coi con vượt qua nổi không nha. Hoàng hậu Ma Gia, khi mà theo cái phong tục của Ấn Độ đó, khi mà mang thai thái tử á, thì có được sanh ở đó không hay là đi đâu sanh vậy các bạn? Thưa cô, sinh ở quê. Ở quê, quê gì? Quê nội hay quê ngoại? Quê ngoại. Quê ngoại đúng không các bạn? Rồi giỏi quá, cho bạn nào có tay nè. Rồi cũng giỏi ha. Thôi thưởng cái này đi cho nó bự một chút. Rồi giơ tay cho bạn nào. Rồi cảm ơn con. Rồi còn bạn nào ít lên không ta? Còn có bạn nào trốn dưới không ta? Diệu Thanh, cô mời Diệu Thanh nào. Những cái bạn mà giơ tay là cô biết những bạn này rất là giỏi rồi, học bài rất là siêu rồi. Rồi mời con đứng đây, con mở khẩu trang ra cho mọi người thấy mặt con nha. Rồi giờ cô hỏi Diệu Thanh nha. Bây giờ cô hỏi nè, Diệu Thanh đứng xích vô đây. Rồi nhìn cô nha. Cha và mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Con nói cho cô thần biết nào. Mô Phật cho cô là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Đúng không các bạn? Rồi giỏi quá. Bây giờ khi mà hoàng hậu Ma Gia trước khi sanh thái tử, bà mộng thấy điều gì? Dạ thưa cô, thấy con voi trắng 6 ngà chui vào hông bên phải. Giỏi quá. Rồi bây giờ cô hỏi tiếp nha. Thái tử có bao nhiêu tướng tốt, bao nhiêu vẻ đẹp? Và khi thái tử sanh ra thì thái tử đi mấy bước, có mấy đó sen đỡ chân? Và khi ra rồi thì thái tử tay nào chỉ trời, tay nào chỉ đất và nói câu gì? Dạ thưa cô, là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Khi sinh ra thái tử đi 7 bước, nở 7 đó hoa sen. Rồi ngày đi ra thì một tay chỉ gì? Một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Nói câu gì nào? Câu gì nào? Khó nha, khó nha, khó nha các bạn. Câu gì nào? Trời ơi, bạn mà vượt qua câu này là bạn hơi bị giỏi luôn á. Nói câu gì nào? Cô nhắc một chữ đầu nha. Thiên. Thiên thượng. Thiên thượng, thượng thiên. Thiên nhã độc tôn. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Rồi chữ đây khích lại tinh thần cho bạn. Thế là bạn chưa có nhớ lắm cái câu này đúng không? Rồi giờ cô hỏi câu cuối cùng nha. Vị tiên mà đoán cho tướng cho thái tử á, nếu mà là vua là làm chuyển luân thánh vương, là vị vua rất là xuất sắc. Còn nếu mà là đi tu á, là sẽ tu thành chánh đạo. Thì tiên này tên là gì nào? Mô Phật cho cô là A Tư Đà. Ồ, giỏi quá. Rồi thưởng cho con. Cộng thêm nào, một cái này nữa. Rồi. Mô Phật cảm ơn. Bạn này cô hỏi nhiều đúng không? Rồi để cô coi coi cái bạn nào mà không có giơ tay ta. Bạn nào không giơ tay? Cô mời Diệu Trúc nào. Cô mời Diệu Trúc lên đây. Bạn nào không giơ tay cô sẽ hỏi nha. Đặc biệt nha, các bạn nghe rõ lời cô dặn nè. Tất cả những gì chúng ta đã học thì cô đều khảo lại, bất kể nha, từ đầu tới giờ. Khi nào mà tụi con nhuần nhuyễn
hỏi tới là biết, hỏi tới là biết thì chúng ta mới qua bài mới nha. Rồi, mời con đứng xích xuống. Rồi. Bây giờ cô hỏi Diệu Trúc nè. Cha của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Mô Phật Tinh. Là vua gì? Vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn đúng không các bạn? Nhờ giỏi quá, bạn này mới lớp 1 thôi. Rồi mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Trả lời sao? Mô Phật Tinh là Mô Phật Thưa. Mô Phật Thưa cô tên là Ma Hoàng Hoàng hậu Ma Gia. Hoàng hậu Ma Gia, nhớ nha các bạn. Rồi con của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Mô Phật Thưa cô không biết. Mô Phật con không biết. Rồi Thái tử khi sanh ra đi mấy bước? Mô Phật 7 bước. Rồi có mấy đó sen đỡ chân? Mô Phật có 7 đó. À, 7 đó sen đỡ chân. Rồi đúng rồi. À, vị tiên mà đoán tướng cho Thái tử tên là gì? Mô Phật cảm biết. À, không biết. Rồi khi mà muốn cản ý chí đi tu hành của Thái tử đó thì vua cha cho xây, cho xây cái gì? Mô Phật là 4 cung điện. À, 4 cung điện ứng hợp với 4 mùa. Rồi giơ tay cho bạn nào. Rồi thưởng cho Diệu Trúc nha. Đâu rồi? Đây. Rồi giơ tay cho Diệu Trúc nào. Mô Phật con cảm ơn cô. Ai mà không có giơ tay ta? À, bé này tên gì ta? Con tên gì? Rồi cô mời con lên đây, con giới thiệu tên cho cô nè. Cô không nhớ tên. Những bạn nào không giơ tay là sẽ bị kêu nha. Những bạn giơ tay là lần này cô không kêu, lần sau cô kêu sau ha. Rồi con đứng đây. Rồi con đứng xích vô, sát vô. Rồi con chắp tay lại. Khi mình trả lời là Mô Phật Thưa Cô, bây giờ cô hỏi nè. À, cha của Thái tử Tất Đạt Đa và mẹ tên là gì? Mô Phật Thưa Cô là cha của Thái tử Tất Đạt Đa tên là Vua Thịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Rồi khi mà sanh Thái tử ra đó thì đi mấy bước, có mấy đó sen đỏ chân. Và khi mà đi ra, sanh ra rồi á, thì Thái tử có cái đặc điểm gì? Tay chỉ trời chỉ đất nói cái gì? Kể lại cô nghe coi. Dạ, Mô Phật Thưa Cô là Thái tử đi 7 bước, nở ra 7 đóa sen. Và một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất và nói câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. À, giỏi quá. Giờ con hỏi nha. À, vị vua mà tiên đoán cho Thái tử đó tên là gì? Vị tiên mà đoán Thái tử là nếu như ở lại cung làm vua thì sẽ là chuyển luân thánh vương, còn nếu như mà tu hành thì sẽ thành chánh đạo. Vị tiên đó tên là gì nào các bạn? Wow, chị học sót rồi nha. Vị tiên đó tên là gì? Tiên gì? Rồi bỏ qua câu này, đợi chút hỏi. Giờ cô hỏi tiếp nha. Con của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Mô Phật Thưa Cô, con của Thái tử Tất Đạt Đa tên là La Hầu La. Cảm ơn các bạn. Rồi giỏi quá. Di mẫu của Thái tử tên là gì? Mô Phật Di mẫu của Thái tử tên là Maha Bà Xà Ba Đề. Maha Bà Xà Ba Đề, nhớ chưa các bạn? Rồi giỏi quá. Rồi con thưởng cho con. Rồi các bạn con. Mô Phật con cảm ơn cô. Rồi còn ai chưa giơ tay nào? Còn ai chưa giơ tay? Ai chưa giơ tay? Cái gì ta, Mỹ Tiên hả? Cái gì đó, bạn ngồi kế bên á. Rồi cô mời con. Con tính trốn cô đúng không nào? Hồi nãy là có câu của chị chưa trả lời được, đó là vị tiên đoán tướng cho Thái tử tên là gì? Con đứng sát vào, áp sát vào. Rồi chắp tay lại. Mô Phật Thưa Cô, vị tiên. Mô Phật Thưa Cô, vị tiên tên là A Tư Đà. A Tư Đà đúng không các bạn? Rồi giơ tay nha bạn nào. Ai tên gì? Rồi bây giờ cô hỏi tiếp nha. Sau khi mà sanh Thái tử bao nhiêu ngày mẹ mất và ai nuôi Thái tử? Sau khi 7 ngày mẹ mất. Di mẫu của Thái tử nuôi. Di mẫu tên gì con? Di mẫu tên là Maha Ba Xà Ba Đề. Rồi mẹ của Thái tử tên gì? Maya. Trả lời sao nào? Mô Phật Thưa Cô, mẹ của Thái tử tên Maya. Hoàng hậu Maya ha. Rồi câu hỏi tiếp nào. Để mà làm nhục chí cho Thái tử không đi tu
thì vua Tịnh Phạn ngoài xây 4 cung điện cho Thái tử Tất Đạt Đa ứng hợp với 4 mùa thì vua Tịnh Phạn còn làm một điều gì nữa các bạn? Mô Phật thưa cô là kêu gọi những người múa đẹp nhảy giỏi đến để cho Thái tử ở lại. Còn một chi tiết rất quan trọng nữa luôn. Một chi tiết rất là quan trọng mà nếu chân Thái tử lại một thời gian rồi mới đi tu. Mô Phật thưa cô là cưới vợ cho Thái tử. Vợ Thái tử tên gì đâu? Mô Phật thưa cô là Gia Du Đà La. Gia Du Đà La mà là thường dân hay là gì? Công chúa Gia Du Đà La. Cô trả lời lại cho thần nghe nào. Mô Phật thưa cô, vợ của Thái tử tên là công chúa Gia Du Đà La. Đúng không các bạn? Rồi, giỏi quá. Rồi, thưởng cho con. Chị giỏi quá ha. Giỏi quá, thưởng hai cái đi. Rồi. Mô Phật con cảm ơn. Ân cô bây giờ tên nào? Bé đó tên gì? Bé mập đó tên gì? Tuấn Khanh. Mời bạn Tuấn Khanh lên đây nào. Pháp danh Thiện Phước. Rồi mời Thiện Phước. Cô Thuần mời Thiện Phước lên đây. Đứng. Rồi con đứng sát vào. Đứng sát vào cái bàn. Quay mặt lên nhìn cô. Chắp tay lại trả lời cho nghiêm túc nha. Đặc biệt cô không thích giỡn nha các bạn. Khi nào học thì mình phải thật là nghiêm túc. Khi nào mình chơi thì mình chơi hết mình. Được chưa nào? Giờ cô hỏi nè. Thân phụ và thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Dạ. Mô Phật thưa cô. Mô Phật thưa cô. Thân phụ, thân mẫu. Nè nhìn cô, thân phụ của Thái tử Tất Đạt Đa tên gì? Rồi cô để mít sát vào nào. Mô Phật thưa cô, thân phụ tên là vua gì? Vua gì nào? Vua của cha của Thái tử Tất Đạt Đa mà các bạn không biết là dở lắm nha. Tên gì? Vua gì? Vua Thiện Giác đúng không? Dạ vua Thiện. Đúng không? Vua Thiện Giác là cha của Thái tử Tất Đạt Đa đúng không? Dạ không. Vậy là vua gì? Mô Phật thưa cô, không nói nèo. Không được nói leo. Bây giờ cha là tên gì nè? Vua gì? Mẹ tên gì? Dạ con không biết. Nè bây giờ nghe nè. Các bạn ơi, các bạn nhìn anh nè. Cha và mẹ Thái tử Tất Đạt Đa anh không biết. Bây giờ đáng phạt hay là đáng thưởng đây? Bây giờ muốn phạt anh cái gì đây? Thôi bây giờ như vậy ha. Bây giờ cô lần đầu tiên cô tha. Nè nhìn cô nè. Cha và mẹ và vợ và con và di mẫu của Thái tử là các bạn không thể không thuộc. Bạn nào mà không thuộc những cái đó là cô thường sẽ phạt nha. Được chưa? Lần này anh lớn mà anh không thuộc, mấy em nhỏ thuộc là kỳ lắm. Cho nên lần này cô tha. Cô cho anh về có thời gian một tuần để học bài. Được chưa? Nếu như lần sau anh lên mà anh không thuộc cha, mẹ, vợ, con và dì Thái tử và những cái đặc điểm quan trọng của Thái tử thì cô thần phạt anh cái gì đây các bạn? Quỳ nhang hả? Rồi mình thống nhất quỳ nhang nha. Bây giờ bắt anh quỳ. Nếu như anh không thuộc mình bắt anh quỳ bao nhiêu phút nào? Một tiếng hả? Thôi bây giờ cô rút gọn thời gian. Nếu mà anh không thuộc lần sau mình phạt anh quỳ 15 phút. Được chưa? Được chưa các bạn? Nếu được cho cô tràng vỗ tay nào. Rồi được chưa? Lần này là tha cho anh ha. Lần này tha cho anh. Tại vì anh lớn mà anh không thuộc. Tại vì Đức Phật của chúng ta thờ là vị giáo chủ của cõi Ta Bà, mà mình không biết cha là ai, không biết mẹ là ai, không biết lịch sử lai lịch như thế nào thì rất là uổng. Cho nên cô khuyên em về nhà ráng học ha. Cha, mẹ, con, vợ, di mẫu tên là gì? Rất đơn giản. 5-6 cái này mà lần sau không thuộc là cô phạt thiệt á ha. Rồi cô cảm ơn nha. Lần sau học bài nha. Mô Phật. Rồi bây giờ còn ai mà có khả năng không thuộc bài rồi cô mời Kiều nào. Kiều pháp danh là gì? Cô mời Kiều nào. Cô mời Kiều lên đây. Cô mời Kiều lên đây. Nè cho nên tất cả các bạn lưu ý nè. 5-6 đặc điểm này mà không thuộc là cô phạt nha. Thứ nhất, cha, mẹ, vợ, con, di mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa mà không thuộc là chúng ta thống nhất với nhau là sẽ phạt quỳ hương 15 phút. Được chưa? Được chưa nào? Tại vì đây là lịch sử của Đức Phật chúng ta đang tôn thờ, mà chúng ta là người Phật tử thì chúng ta không thể không biết. Đúng không các bạn? Nếu đúng rồi cho cô một tràng vỗ tay coi. Rồi mời chị Kiều đứng sát vào đây.
Rồi, nghe cô Thần hỏi nha. Rồi, bây giờ cô hỏi nè. Cha, mẹ, vợ, con, di mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa tên gì? Dạ, Mô Phật, em xin trả bài. Dạ, cha của Thái tử Tất Đạt Đa tên là Vua Tịnh Phạn. Rồi. Mẹ là Hoàng hậu Ma Gia. Rồi. Vợ là công chúa Gia Du Đà La. Rồi. Con trai là La Hầu La. Đúng không các bạn? Rồi, chị giỏi quá. Rồi, bây giờ cô hỏi tiếp nha. Khi Thái tử sanh ra thì đi mấy bước? Dạ, đi 7 bước. Mô Phật? Dạ, Mô Phật cô là đi 7 bước. Có mấy đó xe đỡ chân? Dạ. Hình như là... Không có nói leo. Từ nay về sau cô có một quy luật nha các bạn nhớ nha. Khi cô trả bài các bạn, nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ giơ tay phát biểu. Nếu ai nói leo thì cô cũng phạt quỳ hương 15 phút. 15 phút, được chưa nào? Quỳ ngay chỗ này luôn, cho các bạn thấy luôn, được chưa? Không trả lời leo, đó là phép lịch sự. Khi chúng ta muốn giơ tay thì chúng ta phát biểu. Và khi chúng ta học trong lớp cũng vậy, được chưa? Nếu như mà Nguyên Tịnh còn tái phạm một lần nữa, cô cho quỳ tại đây luôn cho các bạn nhìn thấy luôn, được chưa nào? Rồi, bây giờ cô hỏi tiếp nha. Hoàng hậu Ma Gia mộng thấy điều gì khi mà trước khi sanh Thái tử? Mô Phật thưa cô là hoàng hậu mộng thấy điều gì trước mộng khi sanh Thái thấy tử? Là mộng thấy điều gì? Lần trước không có đi học đúng không? Không. Không. Thì thôi về nhà có việc phải không? Thì thôi thông cảm ha. Thì bây giờ về nhà ráng học lại bài cũ nha. Rồi lần sau cô trả nha. Lần sau các bạn nhớ nhắc cô trả bài. Anh gì không? Thiện Phước. Thiện Phước và chị pháp danh gì? Dạ, Diệu Chánh. Diệu Chánh. Anh Thiện Phước và chị Diệu Chánh nha các bạn. Nếu như thuộc, cô Thần sẽ có một phần thưởng đặc biệt. Còn nếu như không thuộc thì cô Thần sẽ gì nào? Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Tại vì hai anh chị này rất là lớn, là anh chị huynh trưởng của tương lai, cho nên mình phải làm gì? Làm gương cho các em. Rồi, vỗ tay. Cảm ơn chị Kiều nào. Chị Kiều cũng thuộc nên cô Thần cũng thưởng luôn. Rồi, tặng cho em. Rồi, lần sau chúng ta học thêm nha. Nói chung là hôm nay tương đối là cô trả được những cái bạn không giơ tay rồi đó. Còn những bạn giơ tay là cô biết rất là giỏi rồi. Cho nên bây giờ chúng ta cho một tràng vỗ tay cổ vũ cho những bạn đã giơ tay từ nãy giờ. Quá giỏi ha. Rồi bây giờ trước khi mà nghỉ đó thì cô có vài điều muốn nhắc đến tất cả các bạn trong gia đình Phật tử Bảo Hải. Thứ nhất nè, khi chúng ta nói chuyện với quý cô, người tu, người xuất gia, thì một điều chúng ta không thể quên đó là chúng ta chắp tay lại hình búp sen ở phía trước ngực của mình và trả lời là Mô Phật thưa cô. Ví dụ như là khi đến chùa muốn hỏi cô, thưa cô, cô có thấy là cô Thuần ở đâu hay không? Thì mình chắp tay lại là Mô Phật thưa cô, cho con hỏi là cô Thuần ở đâu? Ví dụ như vậy, chứ mình không được hỏi ngang, được chưa các bạn? Hoặc là không chắp tay thì như vậy nó sẽ không có đúng phép của người Phật tử. Và đặc biệt trong lớp học khi chúng ta muốn nói lên ý kiến của mình thì chúng ta giơ tay phát biểu. Ở trong lớp thầy cô giáo có dạy các bạn như vậy không? Đúng không? Đó. Thì cho nên là ở trong lớp cũng như ở chùa cũng như ở gia đình, ví dụ như khi một buổi họp gia đình mà họp mọi người mà chúng ta muốn nói lên ý kiến của mình thì chúng ta cũng giơ tay, chúng ta phát biểu ý kiến của mình. Đặc biệt chúng ta không nói leo. Như vậy chúng ta sẽ thiếu tôn trọng bản thân mình trước và thiếu tôn trọng những người xung quanh ở trong lớp của chúng ta. Được chưa các bạn? Các bạn nhớ chưa nào? Rồi, các bạn nhớ nha. Rồi, lần sau cô sẽ ôm lại nữa. Cho nên các bạn về nhà học bài đi nhé. Nếu như thuộc thì chúng ta vẫn được thưởng. Nếu như không thuộc thì chúng ta bị phạt gì? Tại vì bài này là cô Anh đã dạy cách đây 2 buổi rồi, chúng ta không thể không thuộc được. Mà đây là lịch sử của Đức Phật mà chúng ta đang tôn thờ thì chúng ta phải biết. Nè cô nói nè, chỉ cần các bạn không thuộc 6 người: cha của Thái tử Tất Đạt Đa, mẹ, vợ, con và di mẫu là cô phạt thôi, không tha thứ được, được không? Tại vì những cái này rất là dễ, cho nên các bạn cố gắng nha. Và đặc biệt nè, cái này là câu hỏi thông minh. Bây giờ câu hỏi thông minh nha. Nếu mà được á, là cô thưởng cho nhiều cái bánh này. Các bạn nghe cho kỹ đây, nghe cho kỹ nha. Câu này gài nha, nghe kỹ nha. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
vợ của ngài tên là gì? Ai giơ tay phát biểu nào? Đức Phật nghe cho kỹ nha, cô gái trong này đó không phải đơn giản như vậy. Nè mấy anh chị đằng kia không ngồi nhắc nè, nghe cho kỹ nào. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có vợ tên là gì? Bạn nào giơ tay? Rồi mời Chánh Tông Kiên lên đây. À không đơn giản như vậy đâu nha, coi chừng cô gái trong đó đó. Rồi mời bạn lên đây. Nè nè mời bạn lên đây, không trao đổi nào, không trao đổi nha. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có vợ tên là gì? Rồi mời con đứng này. Rồi chắp tay lại. Mô Phật thưa cô. Mô Phật thưa cô là Gia Du Đà La. Đúng không các bạn? Đúng. Bao nhiêu người nói không đúng giơ tay. Bao nhiêu người nói không đúng giơ tay. Rồi Chánh Trung. Ai nữa? Bao nhiêu người nói vợ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Gia Du Đà La không đúng giơ tay. Chánh Trung 1, Kiều 2, Thiện Phước 3. Còn con sao? 1, 2. Rồi mời những bạn đó lên đây cho cô. Những bạn nào nói không phải lên đây. Đứng xếp hàng dọc cho cô. Những bạn nào nói không phải. Mời những bạn nào nói không phải lên đây giùm cô nào. Đứng sau lưng Tâm Kiên. Đứng sau lưng Tâm Kiên xếp hàng đi con. Đứng sau lưng Tâm Kiên. Tâm Kiên nhìn cô. Rồi con đứng sau lưng đi. Đứng sau lưng Tâm Kiên nè. Đứng xếp hàng dọc thẳng xuống dưới. Không, đứng thẳng đường bàn này nè các bạn. Rồi, đứng sát vào. Rồi, bao nhiêu đây là nói không phải? Bao nhiêu đây là nói phải, đúng không nào? Đúng không? Con nói phải hay không phải? Không phải, không phải thì đi lên. Và bây giờ cô sẽ làm việc đây. Rung không? Rung không? Rồi, bây giờ cô cho cô mượn mít nha. Bây giờ Tâm Hữu Dũng bước lên trước. Bây giờ... Không, bây giờ cô nghi ngờ bạn nào. Thôi mời Diệu Thanh đi, lên trước đi. Mời Diệu Thanh lên trước, con lui đi. Mời Diệu Thanh lên đây. Con nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có vợ là Gia Du Đà La không phải, đúng không? Phải hay không phải? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có vợ là Gia Du Đà La. Tại bạn này trả lời là công chúa Gia Du Đà La đó. Mà tất cả những người đứng trên đây nói là không phải. Thì vậy là con cũng đồng ý với ý kiến không phải, đúng không? Để con suy nghĩ lại. Rồi. Rồi bây giờ cô mời bạn sau lưng Kiều nào. Để con suy nghĩ lại. Rồi bạn này suy nghĩ lại, đứng qua bên. Rồi mời con. Rồi. Con nói là vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là công chúa Gia Du Đà La đúng không? Thưa cô là không. Tại sao? Cô giải thích cho cô nghe. Thưa cô, tại vì lúc mà thành Phật, Phật thì không có được cưới ai nữa. Không có được cưới ai nữa. Rồi vỗ tay với bạn nào. Rồi cô cảm ơn. Nè các bạn nghe cho kỹ. Nếu như các bạn đi thi, câu này sẽ là câu gài. Vì sao? Vợ của Thái tử Tất Đạt Đa thì chính là công chúa Gia Du Đà La. Nhưng vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi ngài đã thành Phật rồi, ngài có vợ không các bạn? Không. Được chưa? Đây là câu gài thông minh. Cho nên những bạn ở đây là không được thưởng, còn những bạn trên đây là sẽ được cô thưởng. Được chưa? Rồi cho nên là con cũng lưu ý lại nha. Các bạn nhớ nha, đây là câu gài. Bây giờ ví dụ nè, cô hỏi tiếp theo nè. Con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Thì trả lời La Hầu La, đúng không các bạn? Không, không đúng nha. Tại vì khi ngài đi tu thành Phật rồi thì lúc này không có con nữa. Mà con là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên câu nói này sẽ là câu nói gài thông minh. Gài coi tụi con có thông minh hay không. Thì con biết chưa? Đó, cho nên là Diệu Thanh vẫn còn nghi ngờ nè. Nhưng mà cô lưu ý với tất cả các bạn là các bạn không được sai nữa nha. Thứ nhất là cha, mẹ, dì, vợ và con. Thì khi nói là Phật Thích Ca Mâu Ni thì lúc này ngài thành Phật rồi thì không kể những cái danh sách đó nữa. Được chưa? Những danh sách đó chỉ đối với là Thái tử Tất Đạt Đạt Đa. Các bạn nhớ chưa nào? Rồi bây giờ cho các bạn trên này một tràng vỗ tay giùm cô nào. Rồi bây giờ cô sẽ đi thưởng quà. Tâm Kiên trả lời sai nên không được quà nha. Còn con là nữa cũng chưa được. Rồi tặng con. Rồi tặng con vỗ tay cho các bạn nào. Rồi tặng con. Đây là những bạn rất là thông minh. Rồi mời tụi con về chỗ nào. Vỗ tay cho các bạn nào. Đã thoát được cái câu hỏi lừa của cô. Wow, hay quá. Rồi thì hôm nay cái buổi mà trả bài của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì
chúng ta hồi hướng. Và hôm nay có bạn nào nuôi heo đất mở rộng lòng từ không nào? Rồi ai nuôi heo đất mời các bạn đi lên nào. Con heo nuôi rồi hả? À nuôi rồi thì cho các bạn nuôi heo rồi một tràng vỗ tay nào. Con heo này là con heo từ thiện, con heo mình nuôi trong vòng 1 năm của gia đình Phật tử Bảo Hải, để khi cuối năm sư phụ cùng với ban đại diện Phật giáo thành phố Bà Rịa đi cứu trợ miền Trung thì chúng ta sẽ đập con heo này và đóng góp của ít lòng nhiều của mình vào việc từ thiện, để chúng ta tập mở rộng tâm từ, mở rộng lòng của mình và tập bố thí và cúng dường, đúng không nào? Rồi cho các bạn hôm nay một tràng vỗ tay thật là lớn nào, lớn lên nào. Rồi giờ chúng ta chắp tay lại hồi hướng với cô nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ phát bánh tất cả các bạn dùng ha. Rồi chắp tay lên tụng lớn theo cô nha. Nguyện đêm công đứng này hướng về khâm tân cả đề và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời tất cả các bạn đứng lên. Rồi chúng ta chắp tay lại, chúng ta tá chào nhau nha.